Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 23 tháng 8, thời tiết ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nghệ An đến Ninh Thuận, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn trong chuỗi ngày đứt mưa, thời gian ban ngày nắng, chiều tối có nơi mưa rào, nguyên nhân do gió mùa Tây Nam đang hoạt động yếu. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, trời ít mây, nắng mạnh từ sáng đến chiều, chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!